Anh ơi, chị phụ cái nút trả tiền chỗ nào rồi? Lúc mà bắt cá là lúc là rất hoang mang mà bắt hoài không được. Tay không? Vâng. Em đi những cái này chả bao giờ em sai. Tốt. Rất khó để nhìn thấy mấy con cá. Cảm ơn hội mày. Cảm ơn cá. Đúng rồi, đi cây át ra vị trí đánh dấu tại khu phòng 1. Lặn xuống vùng biển có bán kính 100m để tìm mực hư. Chèo thuyền kayak có thể có thể không. Nhưng lúc đó thì nó không phải là do khả năng của đội. Sơn không chèo được. Sơn cũng không làm chủ tay lái được. Thuyền bị sóng đánh và lật liên tục cũng như là do hai người không thể giữ được thăng bằng. Khi cái lần cuối cùng thực hiện được cái điều đấy thì Sơn lại là người ngồi sau, tụi anh trèo được lại là người ngồi trước. Bình tĩnh. Thuyền kayak thì rất là dễ bị lật vì nó rất là nhỏ. Vấn đề buồn cười nhất là mình thấy đội của bạn Tuấn Anh và Sơn thì là không chèo được kayak, và hầu như là từ lúc mình xuất phát cùng thời điểm cho đến khi ra ngoài là hai bạn cứ lật và chửi nhau. Một quyết định điên rồ là cả hai cùng bơi và đẩy thuyền. Lùa nó vô góc á Phúc ơi. Nè Châu ơi, Bột ơi, lùa nó vô góc nè, tất cả mọi người lùa nó vô góc nè. Tắt nước đùng làm. Cái nhiệm vụ bắt cá nó đã quá là không may mắn. Mày dập cái thùng luôn đi. Không tin cá hả, nó bay ra tới ngoài luôn á. Chính là vô mày khùng luôn đi cá ơi. Trời ơi cá bự đi. Có kinh nghiệm bắt chưa? Có rồi. Quất đi. Bình thường em hai tay bắt hai con cá, mà giờ bắt được con nào? Bình thường hai tay em bắt cả đống cá. Thôi quay. Xong rồi. Hên quá. Cố lên, họ cũng bắt cá khá là nhanh nhưng mà bọn mình không may mắn ở đó. Ok vô thùng ơi. Để cầm nguyên cái thùng đi. Rồi tao mở cho hên. Lặn xuống vùng biển tìm một thư tiếp theo. Hoàng có một cái bằng lặn quốc tế thì nên di chuyển lặn thì không có gì khó khăn đối với Hoàng.
Ai không dễ bị lung lay, u bạn đó. Rất là dễ bị lung lay. Bạn làm đi. Lấy mật thư trong lúc đang đứng ngang bằng lên trên một chiếc cầu hẹp. Mập quá không biết đứng được không. Mập quá gãy cầu, ban tổ chức có chuyện gì không? Ok, cho em cái bánh thịt bơi thì nó kêu một đá chết, không sao đâu. Tao mệt, tao vẫn còn dài sức hơn. Vừa giờ ai không dễ bị lung lay. Chú chắc là không phải từ thân bằng. Chú là em làm không thì anh làm cho. Anh làm. Chân này làm chuột rút. Cái khả năng mà leo trèo hoặc là đi cầu thăng bằng thì anh Tuấn Anh là có lợi thế hơn Sơn. Ok, có dấu hiệu chương trình kìa. Kìa đây rồi. 120. Nhất là đi từ từ không được thì chạy ào ra giật. Điểm về đích tại tháp Bà Ponaga, thành phố Nha Trang. Khu di tích tháp Bà Ponaga tại thành phố Nha Trang là một trong những quần thể kiến trúc thuộc nền văn hóa Chapa có quy mô và loại lớn nhất còn lại miền Trung Việt Nam, được xây dựng từ khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13, thời kỳ đạo Hindu đang cường thịnh tại vương quốc Chapa cổ. Điểm du lịch độc đáo tại thành phố Nha Trang này là điểm về đích của chặng đua hôm nay. Taxi tiếp. Sau rất nhiều thời gian mà bọn mình đã bị đội đứng thứ 5, thứ 6 vượt trước. Và bọn mình là đội cuối cùng mới có thể bắt đủ được 3 con cá để... Lặn xuống vùng biển có bán kính 100m á. Lặn hai người à? Bắt buộc cả hai người à? Thì mình đã từng chèo thuyền cát ở biển và ở sông. Nhưng mà trước kia thì mình thường chèo một mình. Thì cái khả năng mà chèo nhanh, chèo chậm hay là chỉnh chọt của mình thì nó cũng dễ hơn. Hơn nữa là cái tâm lý nó thoải mái hơn là khi tham gia một cuộc đua. Thông báo cả các bạn là bạn gái là bây giờ mình đã biết cả, bắt cả hai tay rồi, nhưng mà các bạn cứ chuẩn bị đợi mình về. Cẩn thận. Bây giờ bắt đầu thành người nguy hiểm. Kéo lưới lên cao để bắt cá dễ hơn. Vì vậy thì hai bạn sẽ bị phạt 45 phút. Xin mời đợi bên.